còn để công việc nhiều quá, để thầy lo mấy công việc này xong rồi mới thỉnh thoảng mới có thăm Hoàng Sơn, mới về thăm Đạt Sơn. Chứ bây giờ thì thầy chắc chưa có thăm được, nhưng mà không biết là thầy trèo Hoàng Sơn nổi không. Bây giờ lớn tuổi rồi chắc trèo không nổi, thì Hoàng Sơn nó cũng cao lắm rồi. Mà đi mỗi giờ không biết họ có làm công việc thăm suốt không, chứ hồi mà thầy lên ở đó thì coi như là đi đường mòn, đường mà kêu là thợ rừng nó đi, cho nên luồn qua lách lợi nó đủ cách hết, dây chằng dây néo gì đủ loại hết, cứ luồn qua lách lợi mà đi lên dốc vậy. Chứ nó không phải là có khi những cái dốc đứng thôi, không dốc đứng vậy thì nó có những cái sợi dây đó mình nắm mình, mà thầy bây giờ mà nắm dây mà thầy leo cỡ của gần cái cây đó chắc là hết nổi. Nắm cái dây mà leo thì nó ngon, thì còn tuổi trẻ mới leo được, chứ còn như già thầy mà leo cái gì mà giúp đứng là sao mình đi lên được, buộc lòng phải leo cái gì vậy. À, leo thì mấy con thấy hai cái tay mình nắm, hai cái chân mình đạp trong vách đá, đạp xuống mình thăng lần cho tới chân kia mình buông dây mới lên. À, chắc chắn là kiểu đó thì mấy con cũng đứng ở dưới này mà ngó lên chứ mấy con trèo được sao, có phải không? Mà mà thầy bây giờ không biết là thầy trèo nổi không cái kiểu này. Còn nếu mà họ làm cầu hoặc là họ băng bằng cái lộ nào đó có thể mình đi lên được, chứ còn thôi mà thì đi như vậy gặp mấy cái dốc đó thì chỉ còn có leo dây thôi. Đó thì bây giờ nó ở bây giờ ở khi mình vào cái Hòn Sơn đó, thì mình vào một cái hang, rồi từ trong cái hang đó đó mình mới chui cái hang đó, mình mới có những cái sợi dây đó mình mới phăng, mình mới lên trên cái đỉnh Hòn Sơn mới được, mình mới lên được cái sân tiên. Sân tiên ở trên cái đỉnh Hòn Sơn, cái đỉnh Hòn Sơn nó cao mà nó có một cái tảng đá rất là rộng lớn, mình ngồi trên đó là biển gió nó thổi vô mình nhìn ra biển mênh mông vậy. À, đó là cái tảng đá chỗ đó gọi là sân tiên, tiên nó lên đó nó chơi trên đó, chứ còn phàm phu lên nó không nổi. Thì đồng thời ở dưới này mình đi đi mình gần tới thì nó có một cái hang mình nó chui vô trong cái hang đó mình đi, mình vô hang nó to u à, nó muỗi dữ lắm, con dơi nó ở trong đó cũng nhiều lắm. Mình chui trong đó cái mình đi dần dần qua cái hang, cái hang nó cũng gần, mình dần qua cái rồi bắt đầu đó nó có một cái lỗ lỗ thông hơi trên mình thấy trời. Rồi ở trên đó nó có mấy cái cây lớn ở trên đó là dây nó thòng xuống, rồi nắm cái dây đó nó mình leo lên, leo cho lên cái miệng hang, rồi leo miệng hang rồi mới lên trên đó mới đi một đoạn đường nữa thì tới cái tảng đá đó. Còn ghê lắm, đi nó đi lên đó mà nếu người nào mà lơ mơ thì đi chỉ còn nước ở cái chân thôi, chứ không phải là đi lên yên tử nó dễ. Còn này đi phải nó leo qua những cái chặng dây, mà chắc chắn là bây giờ chắc người ta cũng sửa sang được nhiều rồi chứ không biết đâu. Hồi thầy đi thì nó còn hoang dã lắm, hoang dã, cho nên nó đi bằng đường hầm, nó đi bằng dây leo chứ nó không có đi. Mà thật sự ra thầy thấy cuộc đời mà mình tu hành mình đi vậy mà nó còn hoang dã vậy, nó đẹp vô cùng, nó đẹp lắm. Khi một người mà trèo vậy mà quay phim thì hay lắm. Như mấy người mà đi thám hiểm trên trên đỉnh núi Everest nhưng mà lên Hòn Sơn thì chắc cái trường hợp đó không có đâu, không thể nào chạy bộ. Nhưng mà tới đó thầy trèo mấy con chụp hình. Được mà thầy trèo được mà, đâu phải còn giữ cái tay thì cũng mạnh lắm chứ không yếu đâu. Còn sức lực lắm, còn trèo được, còn nắm dây trèo được mà khoảng thấp thấp chứ còn cao nữa chắc rớt xuống. Thì chừng đó hay, chứ bây giờ thầy vẫn đang lo cho mấy cái cơ sở. Chắc chắn là thầy tiếp xúc với về Hà Nội rồi thầy bàn bạc trong vấn đề thì cái tướng cũng sẽ là, nếu mà theo cái phương án mà trung tâm an dưỡng lớn thì cũng được á, thì thầy sẽ cho xin là một khu dưỡng lão mà thôi, khu an dưỡng cho người già hoặc là cho tu sĩ thôi, thì mình xin làm nhỏ thôi, đừng có làm lớn lắm. Thì nhỏ những ví dụ như bây giờ mình xin cái khu dưỡng lão thì người ta cho mình gì này, mình không có. Và đồng thời mình xin một cái khu cho an dưỡng cho tăng ni để mà họ được nghỉ ngơi an dưỡng, thì mình đừng có nói gì lớn luôn, mình nói chỉ là cái khu như vậy thôi thì người ta biết không, nhỏ nhỏ thì người ta sao, chứ mà nói 16 17 cái khu vậy người ta nói bộ ông muốn lập quốc thôi mà giữ, nghĩa là ông muốn làm lớn quá. À, cho nên mình nói nhỏ nhỏ thôi thì chắc là không có gì khó, thì để thầy ra thì chỉ đạo, chứ còn không khéo thì mấy người đó cứ khư khư là
à, phải 16 cái cơ sở là phải xây dựng như vậy 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 đó, thì nó khó hơn, người ta nhà nước người ta nghiên cứu người ta khó hơn. Như mấy con cũng biết là như vừa rồi thì thầy cũng được tin rằng cái những lời Phật dạy mà cái tập 4 rất hay đó mấy con, nó xác định được cái đường lối của đạo Phật rất rõ ràng, và Bà La Môn cái sai của Bà La Môn, thì trong đó thầy có giải thích qua Đại Thừa cái sai của Đại Thừa đó. Thành ra người ta đọc đến đó người ta đi, cái ban biên tập người ta đọc đến đó người ta rất ngại, là rất sợ. Mà cho nên thầy nghĩ rằng chỉ có bây giờ mình có cái người của mình á, mình đến mình gặp cái người mình biên tập đó, mình sẽ đả thông cái tư tưởng đó để cho họ phải hiểu. Bởi vì nếu mà họ không hiểu thì họ rất sợ, còn họ hiểu là thì họ không sợ, họ thấy cái trách nhiệm họ phải làm. Là do đó thì cũng khéo léo thôi. Rồi nếu mà cái được tập 4 mà nó ra nguyên, nó không có khó mà sửa đổi gì hết á, thì nó rất hay, nó chấn chỉnh lại được cái con đường của đạo Phật cụ thể. Cho nên những cái tập 4 là những cái bài mà phải cô đọng lại những cái sai cái đúng mà từ lâu tới giờ mà ta hiểu không đúng cái đó, nên nó làm sáng tỏ này. Thì 4 tập là những lời Phật dạy, thì 3 tập kia nó đã vượt xong rồi, không có gì hết. Nhưng mà tới tập 4 thì vượt mà, tại vì từ lâu tới giờ mà ta cứ hiểu qua góc độ của Đại Thừa, cái thiền tông là như vậy, mà bây giờ thầy nói Phật giáo như vậy thì người ta ngại quá, cho nên người ta đang lo lắng thôi. Nhưng mà cố gắng thì mình cũng sẽ đạt được những cái điều kiện tốt đó. À, thôi bây giờ thì như vậy thì mấy con cứ lần lượt rồi mấy con về yên ổn thì lo những cái nơi cứ yên ổn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ sau cái việc mà chúng ta tổ chức đi thăm Hòn Sơn, vì đó là những cái nơi lịch sử chứ không phải là cái nơi không lịch sử đâu. Bây giờ cho một người đi thì bao nhiêu người khác, tôi cũng muốn đến đó mà thầy không cho đi. Bây giờ nội đây mình cũng muốn đi hết chứ có ai mà không muốn đi phải không? À, không đi hết thầy sẽ cho hết, thầy kêu mấy chiếc xe đò đi ra ngoài đó, thầy mướn một cái tàu lớn mà mình chạy ra Hòn Sơn rồi mặc sức mình đi, có gì đâu. Bây giờ mình đi tham quan đi du lịch mà đi bao nhiêu người không được, nhưng mà để cho mình có chỗ ở xong đó thì cho hết, cho đi hết. Mấy con này người nào cũng phải lắm, đi xuống đi vô đó coi cái chỗ thầy ở, tới cái chỗ mà cái hầm mà thầy đào hầm hai cái hòn đá, một cái hòn nó tròn vậy, hòn đá nó bự bằng cậu bằng hai cái nhà này, một cái hòn đá nó tự nó lớn nó tròn vậy, rồi một cái hòn đá nó nhọn, một cái nó nhọn đứng cao vậy, một cái nó làm như cái bàn tay vậy, hai cái nó dựa lưng nhau, một cái nhọn một cái tròn, mà cái hai nó dựa lưng nhau vậy nó kẽ hở chỗ này, nó lại nước ở trong này nó chảy ra. À, do đó thầy đào một cái mương dài thầy cầm ra. À, đây là những cái mà mấy con chụp hình, mà bây giờ những cái mương này bị lấp đi, thí dụ nó lâu quá rồi, hai hòn đá này chắc không ai khơi lên đâu phải không, cái mạch nước này còn thì nó sẽ còn chảy tràn lan tầm bậy bạ. Thì do đó mình lại đến mình chụp lấy cái này, cũng là một cái lịch sử, cái hình ảnh lịch sử với mấy con. Rồi mấy con vô trong đó cái hang mà chỗ thầy nằm, thầy nghỉ để mà tu đó, thì ở trên đó nó hồi đó thì có mấy ông sư họ cũng đến đó, rồi họ đóng mấy cái bìa, rồi thợ rừng đó họ lên đó họ hạ cây, rồi họ rọc đó, họ bỏ mấy cái bìa cũng như cái giác ở ngoài đó họ bỏ, thì mấy ông sư này họ lấy cái đó họ kê nè, họ làm cái phản họ nằm. Thì không ngờ mấy ông tu không mà lạnh quá chịu nổi, ông bỏ đó thầy lên thì ở 9 tháng thì cũng ở trên đó được, nó theo đâu thầy ở đó. Rồi lên trên cao hơn nữa thì một tuần nữa thì nó là cái sinh tiên. Còn ở dưới này thì ở chỗ mà sắp sửa chui vào cái hang này thì nó có một cái thất, một cái thất của thầy Thiện Nghĩa, ông đến đó ông cất để mà ông luyện mật tâm, ông luyện chú chuyển đề. Rồi sau ông luyện chú chuyển đề ma gì hiện ra, ông sợ quá ông chạy ông bỏ, mà cái công của ông mà đem mấy cái thùng phi để hứng cái máy cái nước thất ông đó, nhờ đó mà thầy uống cái nước đó mà thầy biết nên nó tiện, cũng có người ta sắp sẵn cho mình, cho nên lên trên đó nó đủ điều kiện hết, cho nên có nước trời mưa để uống nè, rồi có cái thất của ổng, mà thầy lại thích nằm ở trong cái hang hơn, vì lúc bây giờ tuổi trẻ nó không có thích ở trong nhà đâu, nó thích quan giả, nó thích làm cái dân rừng, cho nên nó leo mấy cái tấm gián đó, nó ở trong cái hang, rồi nằm vậy chứ mà nó có cái lỗ thông đó để mà trèo lên trên cái đỉnh Hồng Sơn đó, là nằm đây chứ nhìn trời được, nghĩa là trời nó chỉ dọi xuống cái ánh đèn có một cái lỗ đó thôi. Rồi xung quanh đây mình đen tối hết, nhưng mà có cái lỗ nó sáng, coi như là có ngọn điện đó.
đẹp lắm mấy con, đèn thiên nhiên mà tất cả đều tối hết mà có một cái lỗ trắng là cái ngọn đèn của mình. Các con thấy bây giờ cái nhà tường của mình đi, rồi mình khoét cái lỗ nhà đi, rồi bắt đầu mình nằm ở trong bóng tối mình nhìn có phải cái ngọn đèn đó nó sáng, nó sáng. Con mắt của mình nó theo đó mà mình thấy cái ánh sáng đó, nó làm cho mình thấy những đồ vật đó trong mình, vì con mắt mình nó quen với trong bóng tối này, mà có cái lỗ trắng nó chiếu vô thì như cái đèn nó soi cho nên ngoài cái vật ở từng cái kẽ đá, từng cái rêu ở trong cái hang đó mình vẫn thấy được, nó quen rồi. Cho nên coi vậy chứ không ai tắm đèn mặn trời tắm đèn sáng hoài không có tối, mà lúc nào mà trời sáng trăng rồi thì nó lại sáng hơn, còn mà trời mà không có trăng thì nó cũng có cái ánh sáng của nó, chứ đâu phải là ban đêm tối đen đâu mấy con. Tại vì mình con mắt mình bị đèn là mình ra mình thấy tối đen, chứ mình ở ngoài trời nó vẫn sáng, tối chứ nó vẫn sáng. Không thầy nói đâu mà, cho nên sống theo thiên nhiên thầy thấy nó quen rồi thì mình thấy nó hạnh phúc, nó khỏi có bật công tác đèn trời mà đâu có bật công tác rồi mấy con sẽ từng mà tập sống như thầy, mấy con sẽ từng ở hang và hạnh phúc lắm, không có bận rộn gì hết. Khe nước ra thì cứ lấy lên uống, còn không thì mấy cái thùng phi mà họ để sẵn đó, mưa thì nó đầy, uống sẽ cho hết, tắm sẽ cho hết, một mình là cho hết. Mà cho nên sống đây duyên nhiên nó hạnh phúc như thầy, còn sống theo mình nó lệ thuộc. Bữa nào mà cố không bơm nước, trời đất ơi, chết được mấy cái nhà tàu này cũng giật tiêu rồi. Đem mình định ra mình đi tắm mà mở nước không có, trời ơi, mà quên mở sẵn mấy cái thùng đựng nước, cho nên bây giờ mới đi tắm nổi, không có nước làm sao, cho nên đành chịu thôi. Mà cái mình nó rít rắm ngồi thiền nó không có được, có phải không mấy con thấy những cái bữa đó không có. Cho nên vì vậy mà cứ chuẩn bị cho mình có được cái mình khéo thì nó đi được. Còn ở rừng núi không có chuẩn bị, khe nước đó có chảy, khát quá thì cố gắng uống miếng, còn không thì lấy nước mưa uống, cứ vậy thôi. Còn không nước mưa thì uống nước khe, bởi vì nó ở trên núi sao kỳ lạ, thầy thấy đúng là tự nhiên mà nó có những cái mạch nước để cho người ta ở cái vùng đó người ta sống, chứ cỡ không có thì người ta chết ra. Mà tự nhiên nó có vậy, như chim chóc như loài thú nó mới sống đấy con. Con thấy thầy ra ngoài Phước Hải cũng vậy con, tại sao mà ở trong cái tảng đá như vậy mà cái ở ngoài cái núi Bình Đạm, tại sao cái tảng đá như vậy mà nó cứ nó lên mộ nó lên nước qua à, cứ cái chùa cây khế đó, mấy con có biết chùa cây khế không, thì cái chỗ đó nó có cái mạch nước, cứ quý thầy nào mà nó ở cứ xách đồ lại đó khi nước về uống, cái hồi đó ra đó đâu có giếng đâu có gì đâu, cho nên cứ lợi cái chỗ đó. Mà sự thật ra thiên nhiên nó rất là hay, là rừng núi như vậy nó có những cái nơi đó mà chim chóc nó ở, loài thú nó ở, nó biết cái chỗ đó là lại uống. Hồi đó côn cảnh còn sống đó con, ở ngoài Lâm Hải, cái chỗ mà thầy ở đó, không biết mấy con ở Lâm Hải như Tú đồ biết, cái chỗ đó có cái mạch nước rồi thầy cho cất cái vùng đó, nó ở cái chỗ mạch nước đó, cho nên nó cột bạch rồi nó đến nó uống nước ở chỗ đó, nhưng nó người thấy cột bạch rồi đó cho nó đi tìm tất cả những chim chóc, những cái loài vật nó đều là cái chỗ đó nó uống nước, rồi mình chỉ khai thác cho nó thành cái mạch nước cho mình uống thôi, chứ không có gì, nó cứ tự nó ra nước thôi. Mà ở trên núi á, chứ không phải là ở dưới thấp đâu nha, ở trên núi mà nó cứ ra nước, mà ra nước trong chứ không phải ra nước đục, ra nước trong. Thì thầy cứ nghĩ rằng ở trên cao, bởi vì mình ở đây cũng như trên núi, mình nhìn xuyên còn núi cao mà. Mình nghĩ là ở trên đó chắc nó có nước, ở trên nó giữ, ở trên đó bây giờ nó mới chảy xuống đây, chứ còn không khéo nó không có trên nước đó là sao nó chảy xuống đây có được, chứ ở dưới này là sao nó rút lên nó chảy được. Tự nhiên mình phải biết ở trên đó. Nó cho nên khi mà thầy đến đầu tiên mà thầy đến cái núi ở núi cái chùa Ngọc Tuyền, cái chùa Ngọc Tuyền thầy khi mà thầy đến đó thầy phải lội qua một cái đầm nước không, ở trên đỉnh núi mấy con, một cái đầm nước không à. Cho nên thầy nghĩ là cái đầm nước này là nó chảy xuống dưới ở chỗ mình ở chứ không gì đâu. Mà thầy đi mấy con biết có chỗ thì tới đầu gối là có chỗ tới lưng quần mà nó mọc sen, nó mọc rau chóc rau gì đủ rồi hết dưới nước đó. Nó mọc rau đó. Mà thầy lội qua cái chùa Ngọc Tuyền, cái nền chùa Ngọc Tuyền thì nó còn cái nền thôi, còn cái chùa thì nó không còn. Mà thầy lội qua thì đến cái nền chùa Ngọc Tuyền, đúng là
cái ông này ông xây cái chùa này nhìn xuống cái đầm nước này, cho nên muốn giờ cái chùa này phải lội cái đầm nước qua. À, vì vậy mà tất cả những cái nơi nào mà gọi là quan giả quan sơ thì thầy có đến cái chỗ đó. Bây giờ mà người ta xây dựng cái chùa Ngọc Tuyền tới lại, người ta cho mấy cô ở này, thì nó mất cái dưỡng quan sơ, cái hồ nước nó cũng mất nè, không còn nữa. Nghĩa là người ta làm sao nó chạy đâu mất hết, cái hồ nước nó cạn hết rồi. Rồi người ta làm con đường đi tới chùa Ngọc Tuyền bằng xe hơi đi tới đó, mình chỉ cần vô vô cái cửa mới tới Ngọc Tuyền đó. Còn hồi thầy mà đến đó, đi theo mấy ông thợ rừng họ dẫn đi, ôi thôi lội lội nước quá rồi, qua một cái đầm lớn lắm mà cây đồ nó mọc ở dưới nó cũng lớn, có chỗ cạn có chỗ sâu có chỗ cạn chỗ sâu, còn xung quanh nó thì chuối chuối nào. Nội cái đi xung quanh nó một hơi đó thì mình chặt mấy quả chuối chín đem về ăn. Chú rừng đó hồi ở thầy lên trên Ngọc Tuyền, bởi vì thầy ở dưới cái chân núi Ngọc Tuyền ở chỗ Minh Đạm thì xây dựng cái cơ sở đó, cho nên thỉnh thoảng rủ nhau đi lên Ngọc Tuyền cho mà lên Ngọc Tuyền mới lội qua đó. Là những cái nơi đó mà sau này mà thầy ra Phước Hải thì sau này mà lên Ngọc Tuyền mà đi tìm cái di tích đó chắc không còn đó nữa. Đi nhà nước người ta làm cái khu cái khu di tích lịch sử ở Minh Đạm đó, là người ta triển khai cái chùa Ngọc Tuyền, là nó mất cái sự quan giả. Còn không biết bây giờ hồ sơ không biết họ có đập đá rồi không, biết cái đập sập nó chắc tiêu gì đó không còn. Nhưng mà thầy nghĩ mấy tảng đá lớn thì chắc họ đập nổi. Còn cái hang không biết họ có phá không biết. Nếu họ làm du lịch ở đó thôi chắc họ phá hết. Mấy cái sợi dây của thầy trèo chắc họ chặt hết. Mà dây chắc gì gùi chứ gì không biết cái gì bị lớn mà nó quấn quấn nhau vậy. Nó quấn hai dây ba dây nó quấn quấn nhau vậy. Nó làm như là cái dây luộc của mình vậy. Nó quấn. Cho nên nó quấn nhau vậy, nó con ngắn nó mình mới nắm mình trèo nó dễ lắm. Nó không vuột. À, cho nên trong cái đời sống mà tu hành của thầy coi như rừng núi chỗ nào cũng có mặt thầy, chỗ nào mà nghe yên tĩnh nhất là thầy đến đó. Thầy như nghe Hoàng Sơn á, thầy thấy bây giờ ở trong đất liền giặc giả buông đạn không thể ở yên được, thôi ra Hoàng Sơn. Ở ngoài biển thì không có giặc giả, mà đúng ra ngoài không có bạn, không có tiếng súng, không có gì hết, yên ổn. Nhưng có cái điều kiện là phải tập ăn rau sớm, chứ không khéo mà ở trên đó đi chim côn được cũng khó. Có dịp thầy sẽ bao xe mình sẽ đi thăm Hoàng Sơn một lần, rồi mọi người sẽ trèo dây cho biết. Thầy sẽ cho học trò thầy đi ra thăm Hoàng Sơn, nơi thầy tu cho biết chỗ mà thầy ăn rau, chỗ mà thầy ngồi tu trên cái tảng đá nào. Rồi mấy con cứ tưởng tượng đi, những đêm khuya khoắt mà thầy ngồi trên tảng đá mà giữa Hoàng Sơn như thế này, sóng biển rì rào mà thầy vẫn ngồi trơ trơ ở trên cái tảng đá như vậy, thì mấy con đủ biết là con người gan dạ đến bực nào, chứ nhát gan thì không dám ngồi đó đâu. Rồi những con chim biển mấy con nó như con vịt, nó lớn lắm chứ nó bị cao rồi nè, nó bay vô nó đáp hào chứ, rồi nó đứng nó vũ cánh, nó đứng cũng như bằng cái đứa trẻ bị cao rồi nè. Cái mỏ của nó dẹp như con vịt vậy, nó dài chứ vậy. Nó chim biển mà mấy con nó thứ bắt cá mà nó ăn, mà nó có mỏ nó dài lắm, rồi nó thấy con cá ở trên, thấy con cá lội trên mặt nước nó bay xuống, thả cánh nó bay, nó đốt liền con cá, nó gầm liền nó bay lên. Đúng là chúng sanh ăn thịt nhau, nó tìm mọi cách, nó đừng bay ở trên trời cao vậy, nó quần quần vậy, mà nó dồn sao mà nó thấy dưới biển, con mắt nó nhỏ vậy đâu có lớn, mà nó thấy được. À, con cá mà nổi trên mặt đó là nó ở trên, nó làm uốt nó đi xuống á. À, cái sức mà của nó mà bị cao lên mà nó ở trên nó không có quạt cánh, nó thả xuống nó chắc nó cũng như cục đá mà rớt xuống đó. Nó đi cái uốt làm cái ao dưới nước, thấy nó gặm con cá nó bay lên, nó nhanh như vậy đó. Ở ngoài biển bao giờ không thấy cái trường hợp đó, mà nhất là ở trên hòn đó. Bởi vì là chim nó ở gần hòn, nó nghỉ cánh ở đó, nó bay vô đó nghỉ, nó làm như là cò của mình ấy. Nhưng mà cái lông của nó không có cắn đâu, nó đen, bay cao lắm, trời không có cây đó, mà cái lông nó khét vì nó bị nắng, nó khét nắng lắm. Thành ra thầy sống thiên nhiên lắm mấy con, ra đó rồi mấy con mới thấy những cái cảnh mà thầy sống một thân một mình mà sống như vậy đó, phải là cái người gan cái người nhát thì không dám sống đâu, mà người ta gọi là ma thiên lãnh. Ban đêm đó, nó lạnh lẽo vô cùng đó. Mà coi như không biết, người ta nói ma chắc có lẽ là ai lên đó cũng bị ma hết, cho nên họ gọi là ma. Nhưng mà thầy lên đó thì thầy không thấy ma thôi, chứ còn
mấy cái người mà tưởng tượng lên đó, mấy con mà bị tưởng tượng lên đó là ma nó hiện ra hết. Còn thầy tại vì không có tưởng cho nên nó bị ma. Rồi bây giờ thì mấy con nghỉ con à, có hỏi gì vậy nữa con? Chuẩn bị mấy con nghỉ xả hơi đi để cho nó yên ổn rồi bắt đầu trở lại cái lớp học. Rồi thầy sẽ tổ chức cho mấy con đi thăm, đi thăm Hồng Sơn, nghĩa là tổ chức hết mấy con. Người nào thầy cũng cho đi thăm Hồng Sơn chứ không bỏ người nào hết. Rồi.